Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Công ty Thủy điện Quảng Trị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều phong trào thi đua được phát động và từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu của cuộc sống. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã gặt hái được nhiều kết quả tốt như phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, dân vận khéo, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm theo lời Bác, ra sức, rèn đức, luyện tài, lập công xuất sắc, v.v. Các phong trào thi đua đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Công tác khen thưởng đã quan tâm nhiều hơn đến người trực tiếp lao động sản xuất, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, chú trọng đến các tập thể cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, kịp thời động viên và khích lệ các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động dũng cảm trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh, truy quét tội phạm. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với mục tiêu quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và 45 năm giải phóng Quảng Trị với 10 nội dung thi đua trọng tâm. Cùng với đó là tích cực hưởng ứng và tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước khác một cách sâu rộng, đều khắp với nội dung cụ thể và thiết thực. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Để đạt được tất cả mục tiêu trên, trước hết chúng ta cần phải nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc. Các phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu cụ thể, phù hợp với lợi ích thiết thực của nhân dân để huy động sự hưởng ứng của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Để phong trào đạt kết quả, cần phải có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác khen thưởng, tập trung hướng công tác khen thưởng về cơ sở, khen thưởng động viên công nhân, nông dân, những người trực tiếp sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức khen thưởng, động viên được sức mạnh tiềm tàng của nhân dân để tạo động lực, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách để dân thắng lợi hơn nữa về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh và kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Quảng Trị phát triển đạt trình độ trung bình so với cả nước vào năm 2020.
Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017, 16 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2017, tiếp tục thực hiện chủ đề đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho 6 cá nhân. Đồng chí Phạm Đức Châu trao tặng huân chương lao động hạng 2 cho 2 tập thể. Đồng chí Nguyễn Đức Chính trao tặng huân chương lao động hạng 2 cho 4 cá nhân và huân chương lao động hạng 3 cho 2 cá nhân. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân. Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể. Đồng chí Mai Thức trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 30 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng cờ thi đua xuất sắc cho 29 tập thể. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh đầu năm 2017. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2016, phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại được đổi mới và triển khai đồng bộ sát từng đối tượng. Nội dung thông tin đối ngoại chú trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giới thiệu và quảng bá về hình ảnh, mảnh đất, con người Quảng Trị, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu về dân chủ, nhân quyền, kịp thời đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, triển khai kịp thời trước những vụ việc quan trọng, nhạy cảm như vấn đề Biển Đông, sự cố môi trường biển trong thời gian qua. Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức nhiều kênh thông tin đa dạng và hiệu quả. Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017 tập trung nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, chú trọng trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu kỹ thêm kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, trong đó chú trọng 5 nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phát hành các ấn phẩm giới thiệu quảng bá về con người, mảnh đất Quảng Trị. Cơ quan soạn thảo cần xử lý và biên soạn lại báo cáo bổ sung ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình, có phản ánh kịp thời với Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin Đối ngoại, những hoạt động liên quan đến công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2017, ngành bảo hiểm xã hội Quảng Trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đôn đốc thu hồi nợ đồng, phối hợp với các sở ban ngành liên quan đẩy mạnh các biện pháp điều tra, khảo sát, nắm cụ thể số doanh nghiệp, hộ kinh doanh, số lao động làm việc chưa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Yêu cầu buộc chủ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật. Tổ chức chi trả kịp thời đúng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo 100% đơn vị sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần tăng cường tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các văn bản để các ngành các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, tăng cường triển khai các giải pháp hiệu quả để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2017. Trong đó tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phối hợp, tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, kiến nghị các cơ quan chức năng xử phạt các đơn vị cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động,
giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và nhân dân. Chiều nay, Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chủ trì hội nghị. Nổi bật trong công tác năm 2016, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã thực hiện tốt công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám và điều trị ngoại trú tại phòng khám và quản lý sức khỏe tỉnh và ở các huyện, thị, thành phố. Ban cũng đã thực hiện đưa các cán bộ là đối tượng trong diện trung ương và Ban Thường vụ quản lý đến kiểm tra sức khỏe và điều trị kịp thời tại các bệnh viện tuyến trung ương, khám, chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đối tượng diện mở rộng như bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, đề nghị Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiếp tục triển khai có chiều sâu kết luận 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo. Trong đó cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở phòng khám, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, phục vụ tận tụy, nhiệt tình, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện, thị xã, thành phố, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho đối tượng cán bộ trong diện quản lý. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính đã làm việc với Cục Thống kê Quản trị về tình hình triển khai các quy trình trong tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh trong thời gian vừa qua. Thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức hướng dẫn cho các huyện, thị, thành phố, thị xã và các xã phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo trong tháng 12 năm 2016, đồng thời triển khai rà soát danh sách doanh nghiệp trong năm 2017. Toàn tỉnh hiện có 2.588 doanh nghiệp, có 2.094 doanh nghiệp đang hoạt động, 79 doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào sản xuất, 307 hợp tác xã, 303 hợp tác xã đang hoạt động. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh tập trung triển khai các công việc cần thiết để đến ngày 15 tháng 3 triển khai thu thập thông tin tại các địa bàn trong khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể và hiệp hội. Ngày 1 tháng 7 năm 2017 sẽ tổ chức lễ ra quân tổng điều tra, đồng thời triển khai điều tra đợt 2 khối cơ sở cá thể và tôn giáo và kết thúc ngày 30 tháng 7 năm 2017. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra là dịp để Đảng, Nhà nước, các địa phương xem lại thực lực kinh tế, giúp hoạch định kinh tế trong tương lai. Cục Thống kê cần tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị phối hợp thực hiện tốt cuộc tổng điều tra. Đồng chí đề nghị, trong kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng thành viên, cần ra soát, chú trọng họ tên, chức vụ từng thành viên, bám sát kế hoạch của Trung ương trên tinh thần càng sớm càng tốt. Việc triển khai tập huấn phải chú trọng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu và ngay từ bây giờ tập trung công tác tuyên truyền để chuẩn bị tốt cho cuộc tổng điều tra sắp tới. Chiều nay, Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm qua, vượt qua những khó khăn chung như khô hạn kéo dài, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã nỗ lực, chung sức hoàn thành vượt chỉ tiêu Tổng Công ty Phát điện 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Trong năm 2016, đã đảm bảo bổ sung nước cho nông nghiệp 161,3 triệu mét khối, điện sản xuất đạt 236,3 triệu kWh, đạt 160% sản lượng. Điện thương phẩm đạt 235,5 triệu kWh, doanh thu đạt 238 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã tích cực phát điện để tận dụng nguồn nước về, đồng thời vẫn đảm bảo tích nước phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những tháng đầu quý đầu của năm. Tiếp tục tìm kiếm thị trường phát điện và có chiến lược trong việc chào giá, phấn đấu sản lượng điện phát vượt kế hoạch tổng công ty giao. Với các dự án năng lượng tái tạo, các dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khuyến khích Công ty Thủy điện Quảng Trị và các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát và đầu tư.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính cũng mong muốn công ty bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 17 tháng 2, kỷ niệm 38 năm ngày mở đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979, 17 tháng 2 năm 2017. Về bản chất, đây là một cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc Việt Nam. Nó không khác gì các cuộc kháng chiến oanh liệt trong lịch sử như nhà Lý chống quân Tống, nhà Trần chiến thắng quân Nguyên, nhà Lê tiêu diệt quân Minh và Quang Trung Nguyễn Huệ đánh thắng quân Thanh. Kỷ niệm 38 năm ngày mở đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ôn lại vài nét chính sự kiện lịch sử này. Từ mờ sáng ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc huy động 600.000 quân, mở cuộc tấn công quy mô lớn gồm nhiều quân đoàn, tập đoàn quân trên dọc biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta, từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đến Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Quân Trung Quốc đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng của các tỉnh biên giới, giết hại nhiều dân thường vô tội. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài đến năm 1988. Trong cuộc chiến đấu này, hàng vạn đồng bào chiến sĩ của ta đã chiến đấu hết sức ngoan cường và anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Mỗi một người dân Việt Nam yêu nước sẽ luôn khắc ghi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 như là một trang hào hùng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự với một cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến này. Ông là Đại tá Phùng Hải Sơn, hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Thưa ông ạ, là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. 38 năm đã trôi qua, khi nghĩ về cuộc chiến thì điều gì làm ông nhớ nhất ạ? Vâng, chiến tranh biên giới phía Bắc đã cách đây 38 năm về trước. Khi đó, bản thân tôi là một thanh niên trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đã 38 năm thì đến nay tôi cũng đang trên đường chuẩn bị về nghỉ hưu. Cả một quãng đường thời gian thì tôi nhớ là nhiều kỷ niệm sâu sắc. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhớ nhất trong đời tôi về đồng đội của chúng tôi đã hy sinh, bản thân tôi còn sống sót ở đây. Tôi nhớ lại đồng đội, nhớ lại những kỷ niệm thời xưa trong chiến tranh ác liệt năm 79 khi Trung Quốc ồ ạt tấn công sang biên giới phía Bắc của nước ta, 6 tỉnh biên giới chúng đã xâm chiếm. Nói chiến tranh biên giới phía Bắc không hẳn đúng, đó là một cuộc xâm lược của Trung Quốc. Thời đó, vào ngày 17 tháng 2 năm 79, kỷ niệm đầu đời của tôi. Vào khoảng 4 giờ sáng, trời phía Bắc rất mù, sương dày đặc. Toàn đơn vị đang còn ngủ trong giấc ngủ say. Ngoài vòng gác chỉ đồng chỉ gác, bất ngờ pháo của Trung Quốc dồn dập, cấp tập vào trận địa. Sau 40 phút, khoảng 40 phút, pháo đã chuyển làn, thì bộ binh của địch đã áp sát vào trận địa. Lúc này thì chúng tôi là chống trả quyết liệt. Sau những trận đánh là của ngày 17 tháng 2 79, đơn vị chúng tôi là một trung đội chuyển lên phòng ngự bảo vệ cho đồn Tân Thân, còn lại hai trung đội ở nhà. Pháo địch đánh vào trận địa, lúc đó là đồng chí thì hy sinh, đồng chí bị thương, còn lại vẹn vẹn trên dưới là 10 đến 13 người. Đối đầu với một đội quân xâm lược đông đảo và mạnh hơn ta rất nhiều lần, vậy thì tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ bộ đội ta lúc đó như thế nào, đặc biệt là đối với những chiến sĩ trẻ như ông ạ? Đối với quân địch rất đông, trên 60 vạn, tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc, mà điểm chốt của chúng là tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm, địa điểm là Đồng Đăng, Văn Thanh. Chúng đánh mình như thế, lực lượng như thế, vũ khí súng đạn như thế, nhưng với khí thế quật cường của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đối với các đồng chí đang còn trẻ như chúng tôi, rất kiên cường, cầm súng để bảo vệ Tổ quốc ngay từ đầu. Lúc đó anh em chiến đấu rất kiên cường, không ngại hy sinh, vì những đồng chí đã hy sinh
thì chúng tôi đưa vào hầm công sự, đựng đồng chí bị thương thì đưa vào hầm chữ A để băng bó ngồi trong, còn những đồng chí còn sống thì cầm súng và cứ thế mà chiến đấu. Vâng ạ, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 mãi mãi là một trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam ta. Vậy là người trong cuộc, ông mong muốn điều gì ạ? Điều tôi mong mỏi nhất là lịch sử không bao giờ quên. Lịch sử ghi lại những trang sử ông cha ta trước kia cầm súng giữ nước đến ngày nay 38 năm thì lực lượng thế hệ của chúng tôi là cầm súng để bảo vệ biên giới, giữ tổ quốc thiêng liêng địa đầu phía Bắc. Cũng mong muốn của chúng tôi thế hệ trẻ sau này luôn luôn phải cảnh giác với kẻ thù xâm lăng, quyết giữ vững mảnh đất của tổ quốc, không được lơ là mất cảnh giác, làm tốt công tác ngoại giao và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay ạ. Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017 nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017. Năm 2016, bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhạy bén và sự đoàn kết, đồng lòng, tập thể cán bộ, viên chức, lao động Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục có những bước phát triển mới, khẳng định được vị trí, vai trò của Đài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Nét nổi bật của năm 2016, bằng việc chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, chương trình, chất lượng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị được nâng lên rõ rệt. Cơ cấu chương trình được sắp xếp hợp lý, khoa học, nội dung tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm, liên tục, toàn diện và đa dạng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, các cá nhân tập thể xuất sắc, các phong trào thi đua yêu nước, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành. Nhiều tác phẩm, chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đề cập đến những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống xã hội, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu, hình ảnh của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Năm 2017, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tuyên truyền đúng, kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại chương trình nhằm tăng tính hấp dẫn, phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 vào cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các hoạt động thi đua trên các lĩnh vực của các cơ quan đơn vị, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền nhân các lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị xã hội, các vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, góp phần xây dựng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị ngày càng lớn mạnh. Chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng khóa huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn trong Công an Nhân dân đợt 1 năm 2017. Tham gia khóa huấn luyện gồm 120 công dân đã được xét tuyển, đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, trình độ học vấn, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức và các yêu cầu khác của ngành. Trong đợt huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được bồi dưỡng các nội dung, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở và điều lệnh, quân sự, võ thuật, công an nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, điều lệnh, công an nhân dân, đảm bảo tốt yêu cầu về kiến thức nghiệp vụ và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại thành phố Đông Hà, sáng nay, Viện Mekong tổ chức hội thảo cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thuộc các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và xúc tiến thương mại điện tử. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các diễn giả trình bày các tham luận về các vấn đề như giới thiệu cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thuộc các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, xác định cơ chế phối hợp trong việc thu thập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và giới thiệu về thương mại điện tử. Việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thuộc các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Qua đây, nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, thông qua cơ sở dữ liệu thương mại và phát triển thương mại điện tử. Hội thảo lần này là nơi để các chuyên gia, các đại biểu đến từ các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây gặp gỡ, thảo luận chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng dây điện chằng chịt như mạng nhện trên địa bàn thành phố Đông Hà đang diễn ra khá phổ biến. Hệ thống dây cáp thông tin kéo chung với điện sinh hoạt nằm sát khu vực nhà dân gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được ở tuyến đường Lê Lợi, phường 5, thành phố Đông Hà. Mặc dù là một tuyến phố chính, dân cư đông đúc, nhưng tại đây hệ thống dây cáp thông tin treo bùng nhùng, rối rắm. Thậm chí là ở nhiều nơi, dây cáp còn xà xuống sát nhà dân. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, đồng thời còn gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện giao thông công cộng. Bây giờ này, tôi cũng thấy một hệ thống dây mà chằng chịt như thế này. Từ đây ra ngoài đường, rồi ở ngoài đường kia cũng rất là nhiều. Cho nên trước tiên là cái thứ nhất là ảnh hưởng đến là cái cảnh quan của là cái thành phố. Và cái thứ hai nữa là chằng chịt như này thì ảnh hưởng đến các nhà dân. Bây giờ ở đây là hệ thống dây, cả dây điện lực, cả cái dây bưu điện hoặc một số khác dây khác nữa. Có một số loại dây đã sử dụng nhưng mà vứt bỏ đi rồi. Nhưng mà hiện nay cũng không có thu hồi. Trong những năm qua, thành phố Đông Hà đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện ngầm hóa hạ tầng cáp viễn thông. Nhưng cho đến nay mới chỉ có các nhà mạng lớn là VNPT và Viettel đã triển khai thực hiện, chủ yếu là trên 7 tuyến phố chính của thành phố như Lê Duẩn, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi. Còn các nhà mạng không đủ kinh phí để ngầm hóa cáp viễn thông thì vẫn treo dây cáp đi chung với cột điện. Từ việc thiếu đồng bộ trong thực hiện ngầm hóa hạ tầng cáp viễn thông đã dẫn đến tình trạng mạng nhện dây cáp vẫn chằng chịt, phổ biến ở nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Đông Hà. Một số khó khăn vướng mắc trong việc ngầm hóa cáp thông tin đó là các doanh nghiệp chưa thống nhất được cái giá để thuê sử dụng chung cái cổng bể ngầm hóa. Thì trong thời gian sắp tới thì Ủy ban thành phố Đông Hà sẽ phối hợp với các cái cơ quan chức năng để triển khai thực hiện cái việc ngầm hóa nhằm triển khai các cái tuyến phố văn minh đô thị trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Có thể thấy một đô thị văn minh không chỉ ở cách hành xử với không gian công cộng, mà ở đó còn phải làm sạch không gian để đô thị trở nên thông thoáng. Đây cũng là vấn đề được thành phố Đông Hà quan tâm và tập trung giải quyết trong thời gian tới nhằm hướng đến xây dựng bộ mặt các tuyến phố văn minh, sạch và đẹp. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình sau.